Xin chào. Đừng im lặng thế chứ. Nếu bạn không định nói chuyện thì đừng gọi cho tôi nữa nhé. Nếu bạn lại im lặng, tôi sẽ... Đây là kiểu chơi khăn gì vậy? Không tắt được. Các bạn nghĩ sao? Liệu có phải là búp bê đang gọi không? Hay là ai đó đang chơi khăn mình chứ? Mình thực sự cần sự hỗ trợ của bạn. Hãy đăng ký kênh của mình. Điều này rất quan trọng đối với mình, vì mình biết rằng mình sẽ không đơn độc. Và hãy viết trong phần bình luận những gì mình nên làm nhé. Nếu đó là búp bê, tại sao nó lại gọi cho mình chứ? Nếu nó muốn chơi với mình thì sao? Mình hơi sợ những trò chơi của nó. Đó là Eagle, đó là Eagle từ kênh Superstar. Chào anh Eagle. Selena, em sẽ không tin được đâu. Búp bê từ trò chơi con mực vừa gọi cho anh đấy. Nó muốn chơi với anh. Chơi sao ạ? Ừ, nhưng em không biết được là nó có những trò chơi gì đâu. Em không thể làm sai, nếu không nó sẽ bắn em bằng tia laser đấy. Cái gì? Anh Eagle, nó mới gọi cho em. Nhưng em không trả lời đấy. Sao cơ? Em không thể không trả lời, nếu không nó sẽ đến tìm em đấy. Cái gì? Eagle, em đã kiểm tra rồi, nó không có ở đây đâu. Selena, Selena, em có chạy khỏi con búp bê đó không? Đừng trốn, nó sẽ phá nhà của em và đưa em về nhà nó đấy. Eagle, em sợ. Selena, đừng sợ. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Chúng ta cần chơi. Hãy lấy một chút can đảm và đi nói chuyện với nó. Vâng, anh nói thì dễ lắm. Mình phải đi. Mình sẽ không thoát khỏi nó đâu. Selena, cố lên. Chúc em may mắn. Mình cần gọi cho mẹ. Mình sẽ có nhiều sự giúp đỡ hơn thế này. Mẹ ơi, mẹ về nhà nhanh lên. Con búp bê này muốn chơi với con và con không thể chơi với nó một mình được đâu. Selena, mẹ đang ở gần đây. Mẹ sẽ về nhà sau một phút nữa nhé. Mẹ nhanh lên nhé. Selena, mẹ đã về rồi đây. Chúng ta cùng chơi thôi. Và sau đó bạn sẽ để cho chúng tôi yên chứ? Nếu bạn vượt qua thử thách thì các bạn sẽ được yên. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi bị thua? Vậy thì các bạn sẽ bị tan biến mãi mãi. Vậy là chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Chúng ta cứ chơi thôi vậy. Có những thử thách nào chứ? Xin mời ra chỗ cái bàn. Chiếc ghế đâu rồi? Con không biết. Tiếp theo là gì đây? Ồ. Chúng tôi phải làm gì với chúng chứ? Nhiệm vụ của các bạn là trải những chiếc bút chì lên trên bàn, ném chúng và bắt lấy chúng. Người chơi này sẽ có cơ hội cứu người kia. Các bạn hãy ghi nhớ, đây là luật lệ của trò chơi đấy. Đây là của mẹ và đây là của con. Mẹ có 10, còn con có 2. Thời gian bắt đầu rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Dừng lại, dừng lại. Yeah. Nào, 4 cái.
Selena, con làm được rồi, con giỏi lắm. Nhiệm vụ của các bạn bây giờ là xây dựng một tòa tháp trên cái thước bằng những cục tẩy. Các bạn không được cầm thước bằng tay. Các bạn có 60 giây. Ai không làm được điều đó trong 60 giây thì sẽ bị tàn biến. Nhưng người chơi khác có thể cứu họ nếu họ đặt cục tẩy của người kia lên trên tháp của họ. Được rồi, mẹ hiểu rồi. Cả hai chúng ta cần cẩn thận đấy, rất cẩn thận. Đặt thước vào răng, xếp chúng thật đều và tạo thành một tòa tháp. Thật là dễ mà. Thật là khó chứ. Thật không, nó rất dễ mà. Selena, bạn cần đặt tất cả búp bê lên trên bục trong 1 phút. Con sẽ làm được chứ? Không ạ. Chà, thôi được rồi. Cẩn thận, đừng vội vàng. Tốt hơn là nên làm chậm. À không, con cần nhanh lên. Con chỉ có 1 phút. Tận 1 phút hay chỉ có 1 phút đây? Đừng vội. Selena. Cái gì chứ? Bắt đầu tính giờ rồi sao? Chờ chút đi. Tại sao Selena lại không làm được chứ? Ôi, để xem chuyện gì đã xảy ra. Ôi trời ơi. Đây, nhưng sớm muộn gì thì nó cũng bị rơi. Mình còn bao nhiêu thời gian chứ? Không còn nhiều nữa. Mình có làm được không đây? Ôi, mình không có đủ, không được đầu hàng. Ôi, nó đang đứng. Thời gian. Xong. Selena, trời ơi, mẹ đã rất lo lắng đấy. Thật khó để đặt những con búp bê lên trên bục. Nó cứ trực rơi xuống mãi thôi. Xin chúc mừng, các bạn đã đi đến vòng cuối cùng. Hân hô. Ôi, chúng tôi cần phải làm gì với cái này chứ? Cả hai người phải lấy bóng trên bàn và cho nó vào trong cốc. Ừ, được rồi, nhưng bạn không nói về cách cứu người kia sao? Vòng cuối cùng này các bạn không thể cứu người kia đâu. Ý bạn là không thể sao? Tôi không muốn bị biến mất đâu. Tôi cũng không muốn bị biến mất. Tôi biết. Được rồi Selena, đừng lo lắng, chúng ta có thể làm điều này. Còn có bao nhiêu cốc chứ? 5 ạ. Và mẹ có... mẹ có 6 chiếc cốc. Chúng ta chỉ có 60 giây phải không nào? Nào. Ôi, mẹ cũng không thể làm được cái này. Cái này thật là khó quá. Mẹ ơi, cố lên. Yay, búp bê, bạn thấy rồi chứ? Hứ? Chúng ta đã tưởng tượng ra nó có phải không? Mẹ, ý mẹ là gì? Mẹ có sao không ạ? Ừ, mẹ cũng không hiểu. Mẹ cần nằm nghỉ một lát mới được. Đầu mẹ nặng trĩu rồi. Mẹ đau đầu quá. Mẹ ơi, ý mẹ là gì ạ? Làm sao mà chúng ta có thể tưởng tượng một cái gì đó như thế này chứ? Chúng ta đã vượt qua tất cả các thử thách. Đó là lý do tại sao con búp bê biến mất đấy. Anh Eagle, chúng em đã thoát khỏi con búp bê. Em đã vượt qua tất cả các thử thách. Có vẻ như con búp bê đang ở nhà anh. Các bạn ơi, hãy truy cập kênh Eagle Superstar nhanh lên nhé. Anh ấy đang rất cần sự hỗ trợ của các bạn đấy.